Nhằm chung tay bình ổn giá thịt lợn, siêu thị Big C Vĩnh Phúc và hệ thống siêu thị Big C khu vực phía Bắc tổ chức chương trình tuần lễ thịt lợn nhập khẩu, áp dụng giảm giá mạnh các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức nhằm giúp người tiêu dùng có cơ hội dùng sản phẩm thịt lợn nhập khẩu chất lượng với giá thành hợp lý. Chương trình tuần lễ thịt lợn nhập khẩu được áp dụng từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2020. Theo đó, thịt lợn nhập khẩu có giá dao động từ 119.000 đến 149.000 đồng 1 kg tùy theo sản phẩm. Bên cạnh đó, một số sản phẩm chế biến từ thịt lợn cũng sẽ được giảm giá. So với giá thịt lợn tươi ở các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, thì thịt lợn nhập khẩu rẻ hơn khoảng 30%. Đơn cử như thịt ba chỉ ở các chợ dân sinh tại thành phố Vĩnh Yên hiện có giá dao động khoảng 160 đến 170.000 đồng 1 kg, thì thịt lợn nhập khẩu tại siêu thị Big C chỉ có giá 149.000 đồng 1 kg. Sườn ở các chợ khoảng 155.000 đồng 1 kg, thì ở siêu thị chỉ có giá 119.000 đồng 1 kg. Với mức giá ưu đãi này, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện đã có rất đông người tiêu dùng đến mua. Cô thì cô nội trợ trong gia đình mà cô cũng đã về hưu lâu rồi. Cho nên là cô vẫn hay đi chợ trong cái chuyện này, cô hay đi mua sắm cái chuyện này. Thế cho nên là hôm nay thấy vào đây cái giá nó bất ngờ, nó rẻ này là cô cũng tranh thủ mua một ít. Vừa là giảm bớt đi chợ cái thời Covid này, cũng vừa là mình được hưởng một tí cái lợi nhuận của nhà nước ưu tiên cho người tiêu dùng. Hiện nay, giá thịt lợn trong nước vẫn khá cao, ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng, nhất là khi dịch Covid-19 kéo dài, nhiều lao động bị giảm thu nhập. Do vậy, chương trình ưu đãi này rất được người dân mong đợi. Chúng tôi là những người cũng thường xuyên đến các cái siêu thị để mà mua sắm hàng hóa, đặc biệt là các cái đồ thực phẩm tươi sống. Thì chúng tôi thấy là chính phủ có cái chủ trương nhập khẩu thịt lợn về và bán với cái giá là giảm giá tới 30% so với thị trường. Tôi cho rằng đây là một cái chương trình rất là hợp với lòng dân, giúp cho người dân vượt qua cái khó khăn trong cái thời gian chống dịch Covid như thế này. Và chúng tôi cũng kiến nghị là chính phủ, thế rồi các địa phương phải có biện pháp để làm thế nào đó để mà bình ổn được cái giá thịt lợn, để góp phần vào phục vụ cho cái cuộc sống của người dân. Chứ còn nếu cứ đắt thời gian vừa qua thì có thể là đến một lúc nào đó người dân có thể sẽ quay lưng lại với thịt lợn. Sau khi áp dụng chương trình tuần lễ thịt lợn nhập khẩu ở các siêu thị Big C phía Bắc, nếu nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng, chương trình sẽ được triển khai trên khắp hệ thống Big C toàn quốc.